Thời điểm hiện tại, Dương Mịch đang khiến khán giả phải nóng lòng chờ đợi màn tái xuất của mình ở Cáp Nhĩ Tân 1944. Ở tác phẩm này, cô đóng vai phản diện Quan Tuyết, người đứng đầu cơ quan mật vụ, được biết đây là một nhân vật máu lạnh, đa nghi và độc ác. Cáp Nhĩ Tân 1944 sẽ chính thức phát sóng kể từ ngày 21 tháng 4. Đặc biệt, tác phẩm này sẽ chiếu trên 3 đài Đông Phương, Giang Tô và Bắc Kinh. Có thể bạn chưa biết nhưng sau 9 năm, đây là lần đầu tiên một bộ phim được chiếu trên cả 3 đài lớn cùng lúc. Từ những thước phim đã được tung ra, có thể thấy diễn xuất của Dương Mịch trong Cáp Nhĩ Tân 1944 thực sự rất đáng chờ đợi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, tác phẩm này sẽ tạo nên một cơn sốt lớn. Mới đây thì một đoạn video hậu trường cảnh nhân vật Quan Tuyết do Dương Mịch đóng bị thương ở Cáp Nhĩ Tân 1944 đã được đăng tải và gây sốt. Trong phân cảnh này, Quan Tuyết phải kìm nén nỗi đau để tự trị thương cho mình. Ánh mắt đau đớn, đôi tay run run khiến người xem nổi da gà. Phân cảnh diễn xuất này của Dương Mịch ở Cáp Nhĩ Tân 1944 được khán giả đánh giá rất cao. Bên cạnh đó thì vẻ đẹp đến nao lòng của cô nàng cũng được dân tình tán thưởng. Tạo hình dân quốc được đánh giá là rất hợp với Dương Mịch. Hiện tại công chúng đang vô cùng mong ngóng dự án phim mới của nàng Tiểu Hoa 85 lên sóng thời gian tới. Chúng mình là Tốt Sao Hoa, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.